Một trong những vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất hiện nay là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ hai năm 2023 để thảo luận thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tại phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, phía đại diện cho người lao động đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 6,5 đến 7,3%, thời điểm tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Lý giải mức tăng đề xuất lần này cao hơn so với phiên họp lần trước, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện tình hình kinh tế xã hội có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, mục tiêu tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 không thực hiện được vì thủ tục pháp lý. Đồng tình với việc cần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng như mong muốn của tổ chức đại diện người lao động. Song về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho rằng mức tăng theo đề xuất của công đoàn chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, qua thảo luận, phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án, còn phía giới chủ đề xuất không quá 5%. Về thời điểm, các bên thống nhất tăng lương tối thiểu vùng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phát biểu kết luận phiên họp, sau khi lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, ông Lê Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.